Với lộ trình Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Đà Lạt, trải qua 4 ngày từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8, chương trình Caravan 2030 lần thứ 31 trao tặng dự án thư viện lần thứ 14 với chủ đề Nẫu nhớ, nẫu thương. Năm nay đã thu hút 200 thành viên với 60 xe ô tô tham gia. Đây là hoạt động thường niên của câu lạc bộ doanh nhân 2030 trực thuộc Sài Gòn Times Club từ nhiều năm qua. Trước thềm khai giảng năm học mới, với mục tiêu giúp đỡ các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách đến trường. Khi được hỏi về lý do vì sao chọn Phú Yên là điểm dừng chân ở hành trình năm nay, ban tổ chức đã có đôi lời chia sẻ. Khi chúng tôi đoàn đi khảo sát thì tại nơi đây có những gặp những em những hoàn cảnh khó khăn, chưa có những tại như trường An Thọ này chưa có cái thư viện chuẩn quốc gia, nên chúng tôi đã quyết định tới nơi đây để trao một cái thư viện là chuẩn quốc gia gồm 5.000 đầu sách và các trang thiết bị hiện đại và 440 phần quà của chương trình đợt này trao đi. Vì khi mình đủ sức khỏe, khi mình đủ năng lượng, mình có thể là sẽ lan tỏa ra cho nhiều người hơn, cho các em nhỏ. Nên Mai nghĩ ra rằng một chút cho bản thân, một chút cho gia đình, một chút cho bạn bè và một chút cho xã hội. Ngoài các hoạt động thiện nguyện, chương trình còn diễn ra các hoạt động thể thao như tennis, bơi lội, golf hay chạy bộ nhằm giao lưu, gắn kết tình cảm trong cộng đồng doanh nhân. Chúng ta không chỉ có những cái công tác thiện nguyện mà trong cái chương trình chúng ta còn có nhiều cái chương trình khác nữa. Ví dụ như là các chương trình thể thao, văn nghệ. Và sáng ngày hôm nay là các vận động viên cũng được tham gia một cái chương trình là chạy bộ, golf và hôm qua là tennis bơi lội. Và như vậy thì tất cả không chỉ là một số thành viên tham gia mà rất là nhiều người trong đoàn cũng đều có thể tham gia được, từ người lớn cho đến trẻ em. Đây là một trong những cái hoạt động mà tôi nghĩ là nó rất là phong phú và mọi người đều cảm thấy rất là happy và hạnh phúc. Trên chặng đường dài đã và đang đi qua, vòng bánh xe Caravan 2030 vẫn lăn đều trên hành trình lan tỏa yêu thương đến các em học sinh hiếu học, gìn giữ sứ mệnh xuyên suốt, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.